Bây giờ tôi hỏi các bạn, rất vui được gặp các bạn trong chương trình Tết yêu thương. Các bạn có biết không, Tết sắp đến là khoảng không nào? Tết âm lịch hay còn gọi là Tết Nguyên Đán. Còn dịp Tết mình và bố mẹ ai còn được đi mua những cành đào rất là đẹp, đi du xuân, đi chúc Tết ông bà, xem pháo hoa và nhận được gì nữa. Còn các bạn thì sao? Các bạn hãy kể cho chương trình những điều mà bạn thích vào dịp Tết nhé. Nhân dịp đầu xuân năm mới, mình chúc tất cả các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.